Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2022, vào tối ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2022. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết trong thời gian qua, các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình OCOP, sản phẩm nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam có bước phát triển khác. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được giá trị thương hiệu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản tại tỉnh Quảng Nam. Tại tỉnh Quảng Nam đang có 268 sản phẩm của 207 chủ thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó có 222 sản phẩm 3 sao, 45 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Dự kiến trong năm 2022, tỉnh sẽ phát triển thêm 100 sản phẩm OCOP và hướng đến 800 sản phẩm vào năm 2025. Có thể nói là xúc tiến mang sản phẩm đi bán với nhiều cách làm hay. Đưa cho các cái chủ thể OCOP cọ sát được với bên ngoài. Và đặc biệt hôm nay là cái ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng, trong cái điều kiện là bà con được giao lưu, học hỏi, được các cái khách mà trong cái hành lang đến thăm, động viên và góp ý. Và cứ xúc tiến những cái cách này thì bà con rất là vui, có thể nói là khí thế. Và từ khí thế này bà con mới tạo ra cho mình cái động lực để tiếp tục tạo ra những sản phẩm có thể nói là nó tốt hơn. Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng thu hút sự tham gia của các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã với hơn 300 sản phẩm OCOP của 18 huyện, thị xã, thành phố được trưng bày tại khu nhà chung của tỉnh Quảng Nam với diện tích 450 m², bao gồm các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Việt Gáp. Sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Quảng Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước, giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Quảng Nam, từ đó góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản nhanh, bền vững, tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương trong nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương Quảng Nam, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong những ngày này thì những sản phẩm này sẽ được là tiêu thụ rộng rãi hơn nữa để người ta kiếm được thu nhập hơn nữa, và để kiểu như các chủ thể này sẽ tìm nhu cầu nhiều hơn thì những người dân sẽ có công ăn việc làm nữa. Và bởi vậy là em muốn là những nhà đầu tư, những doanh nghiệp hay là chi, người ta sẽ được biết đến rộng rãi hơn nữa. Khi bước chân vô hội chợ là rất là phong phú luôn. Không ngờ là Quảng Nam mà có được những cái mặt hàng như thế này. Thì mỗi lần hội chợ là chị luôn luôn đến hội chợ để biết được những cái mới, những cái hay, và những cái OCOP này là đặc sản OCOP này là những cái mà bà con luôn là đặt niềm tin, rất là tin tưởng. Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 là một trong những hoạt động thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về các nội dung phối hợp, hợp tác, hỗ trợ giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng trong thời gian đến. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 8 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng.